các bạn hôm nay mình cũng sẽ giới thiệu với các bạn đó là một cái mẫu uh, cây nanh heo rừng bọc bạc nhé hàng rất là đẹp luôn thì cái phần bạc bên mình cũng đã bọc là mẫu uh, song long trầu ngọc đó thì là còn cái phần nanh bên dưới này các bạn thấy nhỉ hàng rất là cong hàng chữ c rất là đẹp đó thì là cái mẫu này các bạn có thể vừa làm vòng đeo tay vừa làm vòng đeo cổ cũng rất là đẹp đó thì hàng bên mình cũng đã bọc sẵn rồi thì các bạn về các bạn chỉ có việc đeo thôi thì ngoài cái mẫu mà uh, bọc như kiểu này ra ấy, thì bên mình vẫn còn có một số mẫu bọc khác thì mình cũng đã có một vài cái clip mà bọc cái mẫu khác rồi ấy. thì ví dụ các bạn quan tâm thì các bạn có thể xem thêm các lại hoặc là các bạn xem lại cái video cũ ở trên kênh của mình ấy. hoặc là các bạn có thể inbox qua zalo mình cũng sẽ gửi ảnh qua cho các bạn để các bạn uh, quan sát được kỹ hơn thì về cái phần cây nanh này này các bạn quan sát thôi nhỉ rất là đẹp đó nhanh rất là bóng mịn luôn cái đường vân rất là đều thì nanh thật và nó khác với nanh giả một cái điểm đó là cái cái đường vân nanh của nó thì nó sẽ bao giờ cũng sẽ có cái đường gọn sóng đó còn cái phần nanh giả thì bao giờ nó cũng uh, trông nó không được thật trông nó trông dại dại lắm ví dụ như các bạn mà còn quan sát thời kia cái phần nanh giả thì là bao giờ các cái đường vân nó cũng chìm đó thì là một cây nanh giả nó đúc từ từ khuân đó thì là nó sẽ không thể thật được giống như các cái cây nanh thật này nếu như các bạn mà để ý các bạn quan sát tinh ý hơn các bạn chỉ cần đến một tí thôi là các bạn nhìn qua là các bạn có thể biết được đâu là một cái đinh thật một cái đánh giả thì mình cũng đã có một vài cái clip mà làm phân biệt về đánh thật đánh giả rồi ý. ví dụ các bạn nào mà chưa xem thì các bạn có thể xem qua thì các bạn nhìn qua các bạn là các bạn sẽ biết được đó thì vì các bạn mà quan tâm đến thêm cái những mẫu sản phẩm khác các bạn inbox cho mình nhé